Sau anh xin chào các bác, em lại giới thiệu các bác tiếp một chiếc máy lọc khí nhé. Mùa hè đến rồi, các bác dùng máy lạnh nhiều thì cái không khí trong phòng nó rất là khô, bụi mịn nhiều. Các bác nào nhà chưa có máy lọc khí Nhật thì các bác phải sắm được một chiếc ạ. Máy lọc khí Nhật giờ này giá thành nó rất là rẻ mà độ bền rất cao các bác nhé. Trước khi giới thiệu máy thì em giới thiệu sơ qua địa chỉ của em nhé. Địa chỉ của em ở huyện Đông Anh, Hà Nội, kênh YouTube Giang Phú Hòa. Số điện thoại Zalo là 0989 897 559. Ở đây là như các bác nhìn thấy là một chiếc máy lọc không khí Daikin màu mận rất đẹp, một cái chiếc máy lành bền, đợt này giá thành siêu rẻ. Đối với cái màu này thì các bác đặt trong nhà nó rất là sang nhé, đẹp rất là sang luôn mà bền màu, dùng 5-10 năm sau màu nó vẫn cứ như vậy thôi. Đấy là một cái ưu điểm của cái màu này. Chiếc này em để mã số là 11. Một con máy hoạt động tất cả ngon lành mọi chức năng, đã đầu biến áp điện 220V. Em bán là 2,2 triệu nhé, giá cực rẻ luôn, bao giá tốt nhất toàn quốc cho các bác đấy ạ. Đấy, bảo hành 1 năm. Tất cả các chức năng trên máy đều hoạt động ngon lành hết mọi nhé. Đấy, bấm cho các bác thử luôn. Tất cả các chức năng bên em đã đều kiểm tra hết rồi, ok ngon lành hết. Đây là đèn báo phần trăm của đỏ, hôm nay ở miền Bắc nó cũng khá là cao. Đây. Hai cổng lọc tĩnh điện hai bên các bác nhé. Đây là ưu điểm của cái dòng máy này, màng HEPA kèm một màng thô, màng HEPA em thay mới tinh rồi. Đây. Màng này khi các bác dùng khoảng 1 đến 2 năm tùy vào lượng bụi khu vực nhà các bác thì các bác thay nhé. Thay mới thì có giá là 300.000, các bác cứ alo cho em, cung cấp đầy đủ, không thiếu cái gì cả. Tất cả các cái linh kiện của cái dòng máy này em bán ra như thế này, các bác cần cái gì thì các bác cứ alo là có nhé. Đây. Một con máy giá thành khá là rẻ. Cái chiếc này các bác dùng được cho phòng khoảng 55m² đổ lại. Đây, những ngày hanh khô hoặc là các bác dùng điều hòa là các bác cho nước vào bình nhé. Bình bọn Daikin này nó rất là to, chứa nhiều nước cho nên mình dùng qua đêm thoải mái luôn này. Đây, đây là màng tạo bầm, màng tạo bầm còn khá là đẹp nhé. Máy lọc không khí thì dần dần nó cũng trở thành một cái vật dụng nói chung là thiết yếu trong cái gia đình Việt mình thôi. Còn người Nhật thì đương nhiên là họ đi trước mình nhiều năm rồi thì không nói làm gì. Việt Nam mình một vài năm đổ lại đây thì cũng bắt đầu sắm máy lọc khí rất là nhiều rồi đấy ạ. Nó bảo vệ cái sức khỏe cho gia đình, cái không khí, nhất là các bác ở trong nội thành giờ không khí nó rất là ô nhiễm. Đây. Con này sản xuất năm 2013 các bác nhé. Đây. Về cái tuổi đời của bọn này năm 13 hay năm 10 hay năm 2000 lẻ mấy thì nó không quan trọng đâu các bác ạ. Đây. Các bác nếu càng mua đời cao thì mình càng đắt tiền thêm thôi. Công nghệ nói chung là nó cũng không có gì thay đổi nhiều đâu, chủ yếu là nó cải tiến mẫu mã là nhiều thôi. Còn công nghệ thì đối với bọn này là cũng full đầy đủ hết rồi, có một con lọc khí rồi. Đây là mấy con máy mà trong phân khúc của Daikin thì nó là cao cấp nhất tại thời điểm nó sản xuất ra. Và đến như bây giờ thì thực ra thì các cái công nghệ nó chỉ cũng xem như vậy, chỉ cải tiến mẫu đi.